xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam nhớ lời hứa với bà ngoại khi ở quê nhà là vô kinh thành sẽ tìm cách nhìn mặt vua rồi kể cho bà nghe khi về thăm quê côn xin phép mẹ cho mình được cùng công tằng tôn nữ huệ minh vào xem sinh nhật vua sau buổi xem sinh nhật vua về dù bị cảm nắng nhưng côn vẫn rất vui mùa hè năm 1900 chị cử sắc sinh con trai anh nguyễn sinh sắc đặt tên con là nhuận tự là tất danh. Nhưng chỉ vài ngày sau, anh Sắc cùng con trai lớn là Khiêm đi thanh hóa để coi thi hương. Thế là ở cái tuổi lên 10, Côn đã phải nấu cháo sắc thuốc chăm sóc bệnh tình của mẹ. Ngày 22 tháng chạp năm canh tí, mùng 10 tháng 2 năm 1901, chị Sắc bệnh nặng qua đời. Nỗi đau mất mẹ xé lòng chú bé Côn trong lúc cha và anh vẫn chưa về mẹ thì mất em thì quá nhỏ gánh nặng đổ lên đôi vai của cậu bé côn mới lên mười được sự giúp đỡ của bà con cô bác hàng xóm đám tang bà cử sắc hoàng thị loan được cử hành trong một ngày u ám nguyễn sinh sắc từ thanh hóa về tới huế thì người vợ hiền đã từ trần đứa con út đang hấp hối trên tay côn bàng hoàng chôn cất đứa con út anh xác đau buồn đưa hai con khiêm côn trở về xứ nghệ sau đây qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú hà phương mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết bút sen xanh của nhà văn sơn tùng Để bà khuây khỏa phần nào côn vòi bà kể chuyện cổ tích hoặc kể lại cho bà nghe việc côn xem sân rồng cung điện ngai vàng rồi côn sực nhớ hình ảnh ông già mù hiền hỏi bà ông sầm đi hát dạo ở đâu xa mà từ hôm cháu về không gặp ông ấy chết đã hai năm rồi cháu ạ côn thở dài nói ông sầm mắt mù nhưng chuyện gì ông ấy cũng biết cả vắng ông sầm, làng ta cũng giảm phần vui, bà nhỉ? trước lúc chút hơi thở cuối cùng, ông sầm đã nhắc nhớ tên từng người trong làng mình đấy. ông ấy cứ nói cảm ơn, cảm ơn cha mẹ cháu có tới mấy lần. bỗng từ bên hàng xóm có những tiếng gào khóc than vãn, Côn hỏi bà: nhà ai có người chết mà họ khóc giữa giờ này hả bà? người ta khóc chồng khóc con bị bắt đi phu làm đường cửa rào chấn ninh đấy cháu ạ à. côn ôm chặt lưng bà tiếng khóc bên hàng xóm sói vào lòng dạ côn không sao ngủ được côn thủ thị cháu đi từ kinh đô huế về trên đường người làm phu mở đường đông như kiến cháu thấy người tây họ cưỡi ngựa có cả lính người nam đi theo ông tây có cái roi gân bò dài quất xuống đầu xuống lưng những người gầy gò áo quần rách mướp không dơ nổi cái cuốc nữa cái kiếp dân mình khổ hết đường vậy đó cháu ơi cụ đồ an vuốt nhẹ tóc cháu giọng xúc động mười người đi phu chỉ thấy về lại được có ba bốn thôi rồi cụ dằn từng tiếng ông quan áp trước cậu lính áp sau roi quất vùi đầu thân phu đài coi rẻ. Áo mặc còn rẻ, nón đội còn mê, mãn hạn trở về ba phần còn một. Lặng đi một lúc, cụ đồ đặt ngón tay lên mi mắt cháu, nhẹ nhàng nói. Thôi khuya lắm rồi, ngủ đi cháu. Kẻo mai cháu lại ngủ gật trong lớp học, thầy quý sẽ phạt đó. Bà ơi! Cô nói vẻ thận trọng. Dạo ni cháu thấy chú dài san, tức là phan bội châu vừa đậu giải nguyên thường dẫn nhiều bạn đến chơi nhà thầy vương thúc quý cháu thấy các ông bạn lạ ấy cũng nhắc đến tên cha của cháu cháu nhớ được tên của mấy ông như đặng tử kính đặng thái thân đặng nguyên cẩn đặng thúc hứa tôn gia nhuần đặng văn bá lê văn huân hình như là các ông ấy bàn chuyện đánh tây đó bà ấy chết phải kín miệng cháu ơi việc hệ trọng của những người tai mắt, cháu đừng có bếp xếp sinh họa lớn đấy. Cô nằm y một lát lại hỏi, người tai mắt là người thế nào hả ba? Người tai mắt là người có nhiều chữ, có trí lớn, lo nghĩ những công việc ít nước lợi dân, khác hẳn với những người tầm thường. Chẳng hạn các ông nghè, ông cử mà cháu vừa nói tên đó. Vậy thì cha cháu có được gọi là người tai mắt không phải cha cháu là người tai mắt cha cháu đi vô kinh thi hội đến nay lâu rồi mà nỏ có tin chi về đừng có nhắc mà cha cháu sốt ruột dễ bị vấp ngã trong lúc đi lại đấy cháu ạ à. rồi cụ đồ lại dục thôi ngủ đi côn nhắm mắt hương sen từ ngoài ao làng thoang thoảng canh buồng ngủ trong phút chập chờn, Côn thấy loáng thoáng búp sen xanh ẩn hiện trong đầm sen bát ngát giữa đồng quê. Bên tai Côn, tiếng chim đêm hè vang vẳng và có cả giọng ca của ông sầm tưởng hồi trong giấc mơ. Nước Nam ta sao lại có Tây, thần dân quyết đánh, vua rầy không nghe. Nghe tiếng chim khách từ trong lớp học, Côn nhìn ra vườn những ngọn cây cúi xuống nhô lên vật và vật vờ từng chiếc lá vàng trao rơi lấp loáng cả đám học trò đang cặm cụi tập làm câu đối bỗng giật mình nhìn ra vườn vì tiếng thốt bất ngờ của côn Ô, oh, những trái tim những trái tim vàng bay kìa thầy đồ ngồi bên án thư nhìn côn nghiêm giọng trò côn đứng dậy côn khoanh tay trước ngực đứng nghiêm gió ngoài vườn luồn qua cửa sổ lật nhẹ tà áo dài của côn lên phía trước cái khăn vành dế ôm choàng quanh đầu trông dáng hình côn như búp nấm hai con mắt côn long lanh nhìn thầy giọng thầy đồ vẫn nghiêm đang trong giờ làm văn tập tại sao trò dám nói nhảm vậy thưa thầy con nhìn thấy những lá vàng rụng giống như những trái tim đang bay lượn ạ à. thầy đồ đưa mắt nhìn ra vườn mỉm cười ông hỏi côn vậy trò đã làm xong câu đối chưa dạ thưa thầy con làm xong rồi ạ à. trò đọc to lên nghe cả lớp trao mắt về phía côn chỉ có nguyễn sinh khiêm là nhìn xuống trang sách trước mặt nhưng tai vẫn ghé về phía côn côn đọc rõ từng tiếng trung sơn vượng khí thành kiên cố trắc lĩnh đa vân thị lão niên núi trung khí vượng nên kiên cố non lĩnh nhiều mây hóa lâu năm hơn hai chục cặp mắt học trò đều lộ vẻ ngạc nhiên khâm phục nguyễn sinh côn thầy đồ đứng dậy chống hai bàn tay xuống án thư suy tưởng đôi mắt nhìn về phía Nguyễn Sinh Côn, ông hỏi. Có trò mô làm xong nữa không? Cả lớp ngồi im lặng. Thầy đồ giọng ấm áp. Trò côn ngồi xuống kẻo mỏi chân. Các trò ơi! Thầy dạy học từ ngày thầy mới có rúng tóc bằng quả thị. Nay đã có những sợi tóc bạc rồi. Nhiều người học trò đỗ đạt cao hơn thầy đã làm tới quan huyện quan phủ nhưng thầy chưa hề ngạc nhiên với một học trò nào có thiên tư như là trò nguyễn sinh côn này thầy biết cái lẽ khen người trẻ tuổi đang ở trước mặt mình là có hại đấy nhưng với trò côn thì thầy lại tự cho phép mình làm trái cái điều đó bởi lẽ cái thần sáng của trò côn rất khác thường vốn chữ của trò côn chưa có nhiều nhưng cái sự tỏa sáng trong trí lự lại vượt ra khỏi lứa tuổi ấy. Như các trò đã rõ, thầy ra đầu đề bài tập làm câu đối, vế trên có trung sơn, vế dưới có trắc lĩnh. Chỉ có vậy mà cô đã tạo nên một bức tranh hùng vĩ trong hai vế câu đối mà ta tưởng là của một thi nhân chân cảm. Thầy đồ trùng giọng quả là thi trung hữu họa Chợt ông sừng sốt nhìn ra phía đường làng. Học trò liền nhìn theo thầy. Một tốp lính và có cả tiếng nhạc ngựa đang phi về làng. Cả lớp học lắng xuống. Tiếng nhạc ngựa xa dần vào sâu trong xóm. Thầy đồ nhắc nhở. Các trò chú ý đây, nghe ta giảng tiếp. Tiếng giảng bài của thầy đồ đều đều giữa ban trưa thoang thoảng hương sen. Từ nhà bên đã rộn lên những tiếng nói tiếng cười, một ông lão chống gậy trúc đi từ ngoài ngõ vào, thầy trò rời khỏi án thư đi ra cửa. Các học trò nhìn theo dáng đi khoan thai của ông lão và thầy học của mình. Ông lão giọng trang nghiêm. Xin kính báo với thầy, quê ta đã có hồng phúc. Ông Nguyễn Sinh Sắc đã đậu hội thí phó bảng rồi. Quan phó bảng ư? Thầy đổ mắt nhìn đầm thắm, giọng nói xúc động quan cử sắc của chúng ta. Đất quê ta thế là đã có phó bảng phát khoa. Quan trên nay đã sức giấy về, cả huyện sẽ đón quan vinh quy bái tổ. Thầy đồ liền nói với học trò, thôi hôm nay thầy cho các trò nghỉ sớm. Đám học trò tay sách ống bút, tay cắp cặp sách tỏa ra các ngõ làng, hai anh em côn lâng lâng nhìn những lá vàng bay xoay xoay trong chiều nắng côn chạy vượt lên trước anh khiêm côn ôm cả sách cả ống bút chạy ùa thẳng vào nhà tìm bà báo tin mừng không thấy bà ở trong nhà trên côn xuống nhà ngang sang nhà thờ mẹ vẫn không thấy bà côn đứng thừ ra trước bài vị thờ mẹ hai hàng nước mắt trườn chậm chậm trên má Cụ đồ an từ ngoài ao sen đi vào thấy cháu đang thẫn thờ bên bàn thờ mẹ. Cụ nén xúc động dừng bước bên gốc cây thị. Côn rời khỏi bàn thờ mẹ, thấy bà liền lau nước mắt bằng ống tay áo, chạy ra với bà. Từ ngoài ngõ, ông tiên chỉ của làng dẫn đầu một đoàn người bưng theo cơi trầu và chai rượu. Cụ đồ hơi bối rối, còn chưa biết có chuyện chi. Mọi người chào cụ rối rít cụ mời họ vào nhà ông tiên chỉ đặt trầu rượu lên án thư giọng hơi trầm xuống thưa cụ chúng tôi được hội đồng lý hương ủy thác tới đây kính báo với cụ và thân quyến việc quan nguyễn sinh sắc đã đem vinh hiển về cho nhà vinh hoa cho làng xóm quan là người đầu tiên ở đất này chiếm được bảng hội thí cụ đồ nước mắt lưng trọng hai bàn tay nhăn nheo bấu chặt lấy thành tràng kỷ mà chân vẫn không hết run cụ hỏi lưỡi hơi líu lại thưa thưa quý cụ xin quý cụ dạy biểu cho mẹ con bà cháu nhà tôi phải làm chi bây giờ quan phó bảng sẽ vinh quy về bên quê nội mọi việc đều có hội đồng hương lý lo liệu cả cụ cứ bình tâm cả buổi chiều ấy nhà cụ đồ người ra vào nhộn nhịp như ngày Tết. Mâm cơm đã dọn ra từ lúc gà mới lên chuồng mà vẫn đậy lồng bàn, chẳng khác gì cái ngày vợ chồng ông Nguyễn sinh sắc đưa cả con cái lên đường vào kinh đô Huế ăn học. Đêm tĩnh mạc, tiếng mõ dao lõm lồi trong làn gió Tây Nam. Chiềng làng, chiềng xã, thượng hạ khắp nơi, nghe rõ từng lời mà làm cho đúng. Quan trên hỏa tốc, sức xuống dân ta chọn đất dựng nhà đắp đàng trải chiếu nào cáng nào lọng nào trống nào chiêng xuống tận tỉnh đường rước quan phó bảng là nguyễn sinh huy bái tổ vinh quy triềng làng triềng xã cụ đồ cô an chị thanh anh khiêm bé côn nghe tiếng ông mõ dao đều nao nao trong lòng Niềm vui nỗi buồn chen lẫn nhau trong tâm hồn từng người. Không khí trong nhà lặng lẽ chẳng có vẻ gì là nhà của một ông tân khoa hội thí sắp vinh quy. Đêm sang canh, tiếng lá rơi nghiêng xuống mái nhà phát ra một âm thanh mỏng thiết. Cụ đồ nghe tiếng con cháu thở đều trong giường. Cụ rón rén bưng cây đèn đi sang bàn thờ người con gái xấu số Hoàng Thị Loan. cụ gục đầu bên bàn thờ con không để tiếng khóc bật to toàn thân cụ rung lên và cái bàn thờ cũng rung theo nước mắt đổ ra nhiều mà nỗi đau vẫn không vơi được cụ ngước lên nhìn bài vị và thầm trò chuyện như có mặt con loan ơi từ chốn kinh đô xa xôi con có về thấu nhà lúc ni không hay là linh hồn con còn vàng vất bên chồng con trên đường vinh quy vậy? Rồi cụ lại nức nở, con ơi, 16 tuổi con phải dành tiền chéo áo, đụm gạo chéo khăn để nuôi chồng đèn sách. Bây giờ chồng con được thành đạt thì con khuất núi rồi. Cụ đồ lại gục xuống bàn thờ. Loan ơi, con rời chồng giữa cái tuổi trẻ chưa qua, già chưa tới, chồng con không thể đứng vậy để gà trống nuôi con được chồng con ắt phải có đôi có lứa với một người khác người đó sẽ cư xử ra răng với các con của con tiếng gà gáy đầu cất lên mở cửa chân trời cụ đồ chợt nhớ là đêm đã tàn cụ bưng cây đèn rời bàn thờ con gái trở về buồng cụ dừng lại bên giường của cháu khiêm cụ dắt chặt chiếu đắp che kín gió cho cháu ngon giấc bước đến bên giường cô an cụ sững sờ nhìn vòng tay của con gái kê dưới đầu cháu thanh nước mắt lại giàn giụa xuống má cụ lẩm bẩm giá như con an nhà mình chưa nhận trầu ăn hỏi giá mà mình có một đứa con gái nữa mẹ mất thì bú vú gì gì thay chị làm mẹ các cháu thì còn chi bằng nữa rồi cụ thắp hương vái trước bàn thờ chồng ông ơi con rể người học trò của ông đã đạt được cái điều ông từng mơ ước chắc là ông đang mỉm cười nơi chín suối đây cụ ghé lưng nằm xuống giường ôm chặt lấy bé côn sương sớm rung theo tiếng trống làng cả một vùng quê dậy lên cái âm thanh náo nhiệt trống đại trống dờn trống thủ cổ chiêng trũng choẹ đàn bát âm trên con đường quan nắng trải mịn vàng. Dẫn đầu đoàn rước là người làng sen làng chùa. Tiếp theo là người các làng trong xã Trung Cự, rồi các làng thuộc Tổng Lâm Thịnh và các tổng khác của huyện Nam Đàn. Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Côn súng xính trong bộ áo dài đứng ở hàng đầu đoàn học trò. Hội đồng lý hương của mỗi xã đứng theo đơn vị xã. Một ông lão chít khăn mỏ rìu đỏ ngang lưng thắt đai vàng, tay cầm ống vọi đồng nâng lên miệng gọi dài giọng hà ngũ đã chỉnh tề nghe ba hồi trống tiền trước hậu sau tuần tự mà bước trống lệnh nổi lên cờ ngũ hành dương cao phía trước cả đoàn người rùng rùng chuyển bước giữa đồng quê tháng mười tiến về thành phố vinh tại thành vinh diễn ra một cuộc nghênh tiếp và tiễn đưa vị tân khoa phó bản nguyễn sinh huy Quan bố tránh vẻ mặt ủ rột, đi đằng sau quan tổng đốc đào tấn, nói vẻ xúc xiểm. Thưa cụ thượng, ngài là một đại quan đứng đầu một bộ của triều đình, đương kim tổng đốc. Việc gì phải đi tiễn ra tận cửa tiền một ông tân khoa vinh quy chứ? Quan đào tấn mỉm cười. Tôi không làm nghi lễ theo phẩm hàm. Tôi đón tiếp tiễn đưa một trí giả có học vị hơn tôi quan tổng đốc đào tấn vượt lên khỏi quan bố chánh ông sóng bước với quan phó bảng nguyễn sinh huy qua cửa thành hai hàng lính bồng súng chào hai người lính cáng bước đến quan đào tấn chìa tay mời kính mời quan tân khoa lên cáng để hồi hương đám rước quan vinh quy cũng đã đợi đón tại địa phận cửa thành tây quan phó bảng chắp tay vái đa tạ cụ thượng và quý quan Xin cụ thượng cho phép kẻ hàn nho, tức là học trò nghèo, được giữ trọn nếp nhà. Đường đất từ đây về tới quê nhà chẳng còn xa nữa. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của cụ thượng. Thiên hạ chi sự thành ư đại độ, chi trí sĩ, nhi bại ư hàn lậu chi tiểu nhân. Việc trong thiên hạ thành được là do người độ lượng lớn lao, mà hỏng là bởi ở đứa tiểu nhân bỉ lậu cụ sắc đã mượn câu này trong sách Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn ca ngợi Đào Tấn và khinh tên bố tránh Nghệ An. Quan Đào Tấn trở vào tỉnh đường, tốp lính vệ mang cáng không đi theo quan phó bảng. Đoàn người đi trước quan phó bảng Vinh Quy đã đợi ở ngã ba cầu rầm. Nhìn một biển người đông đảo, võng lọng, cờ quạt, trống kèn. Quan phó bảng lặng người đi, hai mắt chớp chớp lắc đầu. Viên lục sự huyện Nam Đàn thay mặt cho các hương chức và dân chúng trong miền thưa với quan phó bảng. Thưa quan Tân Khoa, khi nhận được trát của quan trên sức về, từ quan trên đến thứ dân trong huyện đều vui mừng cho Nam Đàn, cho Trung Cự, cho Kim Liên, đất văn vật đã hun đúc thêm một bậc phó bảng phát khoa ai nấy đều nô nức xin được đi rước quan vinh quy chẳng hay trong cuộc đón rước ni có điều chi không phải thì xin quan lớn nguyện lượng mà đại xá cho quan phó bảng đứng giữa đám đông nói tôi thật không ngờ cái việc đỗ đạt của tôi đã gây ra sự mất công mất việc của bao nhiêu người vậy thưa quan phó bảng lý trưởng xã trung cự trình bày việc đón rước các vị quan tân khoa vinh quy là theo luật lệ của nhà vua xuống chiếu cho dân phải thi hành. vậy kính quan trên lên võng để vinh quy bái tổ ạ. tôi học được dăm ba chữ thánh hiền nhờ phúc tổ chiếm được một chút khoa bảng. tôi chưa làm được một việc chi có ích cho dân mà đã gây ra sự phiền nhiễu dân tình và lại từ nhỏ tôi ăn học tôi lớn lên ở trong nhà bố mẹ vợ. nay tôi sẽ về đó chứ về làng sen tôi mua có nhà cửa thưa quan phó bảng quan đem vinh dự về cho làng cho xã nhân dân ai cũng được thơm lây cho nên dân làng sen theo sự bày biện của hội đồng hương lý đã dựng nhà đón quan về quê nội để đúng với thể thức vinh quy thực tình dân làng hoàng trù cũng định làm nhà to đón quan về bên đó quan phó bảng trao mày khi nghe việc quê nội quê ngoại của mình đều muốn đua nhau làm nhà đón mình vinh quy ông nói giọng trầm xuống thưa tất cả bà con thưa các thầy hào lý việc bà con dân làng thuận làm nhà cho tôi bên nội cũng như bên ngoại thực tình là tôi rất khó xử tôi không dám nghĩ một điều chi khác về tấm lòng vàng của dân làng nhưng nghĩ về mình thấy việc thi đỗ đại khoa của tôi chưa đem lại một chút lợi ích chi cho dân làng cả biết mô lúc tôi ra ngồi ghế quan trường tôi lại trở thành cái nạn cho dân cướp đêm là giặc cướp ngày là quan mà cả khối người cười rộ lên ào lên như sóng không đâu quan phó bảng sắc của chúng tôi sẽ là ông quan vì dân thương dân họ công kinh hai cậu con trai quan phó bảng sắc lên vai quan phó bảng nhìn hai con mặt đỏ gay thẹn thùng ông nói với dân mà cũng là lời tự gian mình. Tôi luôn nhớ và làm theo bằng được cái điều thực kỳ thực bất hủy kỳ khí, ấm kỳ thụ giả bất chiết kỳ chi. Nghĩa là ăn cơm xong đừng đập bát, ngồi mát dưới bóng cây thì chớ bẻ cảnh. Cả khối người lại reo lên cùng tiếng trống tiếng chiêng. Quan phó bằng sắc chắp hai tay dơ cao qua đầu nói. Xin bà con để tôi cùng đi bộ về kẻo mất ngày mất buổi. Các ông Lý Hương vẫn nài nỉ quan phó bảng lên võng, nhưng ông vừa đi vừa khuyên họ miễn cho ông phải nằm để người khác khiêng. Quá trưa, đám rước quan phó bảng Vinh Quy về tới con đường rẽ vào làng Sen. Nhân dân làng Sen và các làng bên đã đứng thành hai hàng dài. Đường trải kín chiếu hoa. Quan phó bảng nhìn con đường về làng, hỏi ông tiên chỉ tay cầm bó hương nghi ngút và cái biển có bốn chữ phó bảng phát khoa thưa cụ tiên chỉ làng đón tôi về vinh quy bái tổ sao còn rào đường lại chứ? ông tiên chỉ và mọi người đều dồn mắt xuống con đường làng rực rỡ chiếu hoa giọng ông tiên chỉ hơi run thưa thưa quan lớn ấy chết ông sắc đỡ lời tôi vẫn là dân của làng sen chứ có khác chi mô ông tiên chỉ bình tĩnh lại dạ thưa quan phó bảng dân làng muốn được bày tỏ lòng cung kính lúc quan về vinh quy ạ à. câu nói đầu lưỡi của dân ta là quan nhất thời dân vạn đại dù tôi đỗ đạt cao tới đâu làm đến chức tước to lớn mấy thì tôi vẫn là con người bình thường người dân dân là gốc gốc rễ của tôi là đứa bé mồ côi cha mẹ đi chân đất ngồi lưng trâu nay tôi nên người có chữ, chữ là mắt thì càng phải biết đạo lý và sống có đạo lý. đạo lý là gốc, chính kỳ bổn nhi vạn vật lý nghĩa là cái gốc đúng thì vạn sự được yên ổn. rồi những chiếc chiếu trải ra được cuốn lại, ông sắc xài bước trên con đường làng khấp khảnh hố chân châu. ông đứng sừng mắt đăm đăm nhìn ngôi nhà mới dựng cô đơn giữa một khoảnh đất rộng quá tầm ước đoán của ông. Bà con đang đứng đầy sân đầy vườn. Hai người bạn thân là Cử Quý, Giải San và người anh Nguyễn Sinh Thuyết súm xít bên ông. Những người bạn danh nho này đều nhận thấy ông phó bảng sắc không vui, đang có điều gì áy náy trong lòng. Ông Giải San hỏi. Chắc là quan bác đang có điều chi đó không vui. Tôi thấy ngượng về sự đón rước ồn ào này và làng đã dựng cho tôi nhà quá lớn vườn quá rộng cái nhà ngang để đun bếp là dỡ ở bên tôi đưa về đó chú ạ à, ông thuyết nói viên lý trưởng vẻ cung kính thưa bầm quan phó bản thể theo nguyện vọng của dân chúng và ý kiến chung của hội đồng lý hương thì cấp một mẫu bảy xào đất công điền để làm ruộng lộc điền và bốn xào mười bốn thước làm vườn dựng nhà năm gian để gia đình quan có chỗ trú nắng mưa lẽ ra dân làng phải xây nhà ngói rước quan về ở mới thỏa vì lần đầu tiên trong lịch sử xã trung cự này quan là người chiếm được bảng vàng hội thí một vị khác trong hội đồng lý hương thưa tiếp thưa quan tân khoa dân làng còn mong muốn được bổ theo đầu người trong xã góp tiền lại mở hội ăn mừng ba ngày có hát trò nhà tơ hát tuồng và hát chèo trong suốt ba đêm liền bà con đứng ở sân và tận ngoài đường cái đều hưởng ứng phải mở hội ăn mừng ăn mừng thật to mới thỏa cái dạ vui hiếm có đi vẻ mặt ông sắc càng buồn hơn đôi lông mày nét mực tàu chuyển động lấp láy giọng ông xúc động tôi rất cảm kích trước sự đối đãi hậu hĩ của dân làng của hội đồng hương lý nhưng tôi rất đau lòng vì ruộng đất làng ta chia cho đầu người thì mỗi người chỉ được một mảnh đủ cho chó nằm thòi đuôi nhưng số ruộng đó hầu hết lại ở trong tay một số ít người nay lại còn dành cho một mình tôi những một mẫu bảy xào ruộng cày bốn xào mười bốn thước đất vườn nữa thế chẳng hóa ra việc đỗ đại khoa của tôi chưa thấy cái vinh dự cho dân làng là đâu mà lại là cướp ruộng tức là cướp bát cơm của dân rồi bà con nghĩ coi giữa ngày mùa ni mà nhiều nhà không có một hạt thóc để nhổ dâu cho nên tôi xin hoàn lại ba sào vườn bảy sào ruộng tôi xin nhận một mẫu ruộng nhưng dân làng cho tôi được quyền bán một phần nửa lấy tiền gộp lại với số tiền mà dân làng đã góp để ăn mừng tất cả món tiền này sẽ đem chia cho những nhà nghèo nhất trong làng với mức nhà được ít nhất là sáu tiền nhà được nhiều nhất là một quan rồi ông hạ thấp giọng thiết tưởng người đáng được ăn mừng nhất của cái ngày hôm nay là thầy hoàng xuân đường là hoàng thị loan nhưng than ôi cả hai người ân nhân của tôi nay đều đã khuất theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết bút sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Chương trình đọc truyện đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.